Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng cao kỷ lục lên hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu rau củ quả năm nay khởi sắc với mức dự báo có thể đạt 2,5 tỷ đô la. Hội thảo khoa học quốc tế, an ninh môi trường và hàng hải vì một biển Đông xanh mang đến thông điệp xây dựng một vùng biển lành mạnh, thịnh vượng và hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2016 với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam vươn tới chuẩn mực toàn cầu. Tham dự diễn đàn có khoảng 400 doanh nhân tiêu biểu. Ngay sau khi chính phủ mới được hình thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra tuyên bố được nhiều người dân kỳ vọng, đó là xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, có nghĩa là bằng việc ban hành những cơ chế, chính sách và phương cách quản lý hợp lý để xây dựng một môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế trong xã hội được phát triển. Trong thời gian qua, đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đã tạo công ăn việc làm và góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế của đất nước. Trong 9 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 80.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tức là tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015. Tại diễn đàn, các vị đại biểu cho rằng để đạt được kết quả trên có sự hỗ trợ không nhỏ của luật doanh nghiệp năm 2014 và có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Luật này được đánh giá là đã tạo lộ trình thông thoáng, thúc đẩy việc thành lập mới nhiều công ty và doanh nghiệp. Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, mạnh mẽ với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết. Điều này đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Vậy chính phủ đã có sự giúp đỡ như thế nào đối với các doanh nghiệp? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Vũ Tiến Lộc, là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa ông, trong 9 tháng đầu năm thì Việt Nam đã có hơn 80.000 doanh nghiệp thành lập mới. Vậy thì ông nghĩ thế nào về vai trò của luật doanh nghiệp trong quá trình này ạ? Trước hết phải nói rằng chúng ta đang có một cái bước đột phá trong cái việc gia tốc cái số lượng doanh nghiệp mới được thành lập. Đặc biệt là năm nay sẽ là năm đầu tiên mà chúng ta sẽ có số lượng doanh nghiệp được thành lập trong một năm vượt quá cái con số 100.000 doanh nghiệp. Và cái điều này nó thể hiện một cái niềm tin của doanh nghiệp vào cái môi trường đầu tư kinh doanh ở nước ta. Và khả năng niềm tin này đã được khởi động bằng những cái quyết sách gần đây của Đảng và Nhà nước. Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đưa ra những quyết sách quan trọng đối với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy khởi nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự ra đời phát triển của doanh nghiệp. Và sau đó thì chính phủ ra nghị quyết 35 của chính phủ. Nghị quyết 35 song hành với nghị quyết 19 đã đưa ra một cái chương trình rất là tham vọng trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam hướng tới cái chuẩn mực quốc tế. Cái việc thực hiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư hay việc sửa đổi các cái hệ thống luật pháp, chính sách có liên quan thì là những cái hoạt động theo cái hướng của nghị quyết 35. Vậy chính phủ triển khai những biện pháp gì để giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời tận dụng những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do đem lại thưa ông? Tới đối với các doanh nghiệp, các cơ hội cũng như thách thức đối với doanh nghiệp không chỉ đến từ cái quá trình hội nhập mà còn đến từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Và như vậy thì sẽ bắt đầu một cái quá trình sản xuất kinh doanh mới dựa trên những cái nỗ lực sáng tạo. Cái vai trò của tài nguyên, vai trò của lao động rẻ, vai trò của các cái vị thế địa kinh tế thuận lợi sẽ không còn nữa. Cho nên cái yêu cầu rất là quan trọng trong cái chính sách của chính phủ trong thời gian sắp tới là một mặt phải tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho cái sự cạnh tranh nó bình đẳng trên thị trường. Và mặt khác phải có một hệ thống các chính sách biện pháp để hỗ trợ những nỗ lực khởi nghiệp, hỗ trợ những nỗ lực đổi mới và sáng tạo. Vâng, xin cảm ơn ông. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 9, thì cơ quan này đã mua được khoảng 11 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng mức dự trữ ngoại hối của quốc gia lên con số hơn 40 tỷ đô la. So với những năm trước thì những con số kỷ lục này cho thấy tính ổn định của chính sách tiền tệ tỷ giá, xuất khẩu đẩy mạnh, lòng tin vào giá trị tiền đồng Việt Nam ngày càng được củng cố. Nhiều ngân hàng nước ngoài đánh giá việc cải thiện nhanh dự trữ ngoại hối giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong ứng phó với những tình huống rủi ro.
Một trong những nguyên nhân chính mà Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ từ đầu năm đến nay là do chính sách lãi suất 0% đối với đô la Mỹ mà cơ quan này đã áp dụng. Điều này đã khiến cho nhu cầu găm giữ ngoại tệ giảm mạnh. Cùng với chính sách lãi suất 0%, thì nguyên nhân thứ hai được nhắc đến đó là cách thức điều hành tỷ giá trung tâm cũng được Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ đầu năm 2016. Với cách thức điều hành tỷ giá trung tâm, thì thị trường ngoại hối cũng đã ít biến động hơn trước khá nhiều. Khi mà tâm lý găm giữ ngoại tệ nó đã giảm đáng kể nhờ cách thức điều hành tỷ giá mới, thì rất là nhiều người dân cũng như là doanh nghiệp họ có ngoại tệ để bán cho tổ chức tín dụng và tổ chức tín dụng bán cho ngân hàng nước để tăng dự trữ của nhà nước, và như vậy là thị trường nó rất là ổn định. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ chỉ biến động khoảng 0,24%, tức là thấp hơn đáng kể so với biên độ dao động từ 2 đến 3% của các năm trước. Điều này cũng đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và giúp các doanh nghiệp yên tâm làm ăn. Kinh tế vĩ mô thì chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng 3,13%. Về xuất siêu thì ở Việt Nam đạt khoảng 2,7 đến 2,8 tỷ đô la Mỹ. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh giúp Việt Nam thêm an toàn cho các nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tương lai, đảm bảo ổn định giá trị đồng Việt Nam và làm yên lòng các nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp Philippines đã được cơ quan lương thực nước này cho phép nhập khẩu gần 300.000 tấn gạo từ Việt Nam để đảm bảo nhu cầu lương thực cho mùa giáp hạt của họ trong năm 2017. Đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, mặc dù lượng nhập khẩu này vào Philippines là không nhiều, nhưng đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước thúc đẩy tình hình tiêu thụ lúa gạo hiện nay. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ mới được phía Philippines công bố, chưa giao chỉ tiêu cụ thể, nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được. Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Việt Nam cũng đã trúng thầu cung cấp 150.000 tấn gạo loại 25% tấm cho Philippines với mức giá khá tốt là hơn 424 đô la Mỹ một tấn. Những dự báo tích cực về một bức tranh khởi sắc cho xuất khẩu rau củ quả trong năm nay nếu như chúng ta vẫn giữ được sợi dây liên kết với các thị trường khó tính và bạn hàng quen thuộc Trung Quốc. Tính đến hết tháng 9 thì kim ngạch xuất khẩu rau củ quả đã tăng lên 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm ngoái, gần cán mốc năm 2015 và lần đầu tiên vượt mặt xuất khẩu gạo. Hiện rau quả đang đứng thứ 3 trong 9 mặt hàng nông lâm thủy sản có kim ngạch xuất khẩu lớn. Với đà phát triển như vậy, dự báo đến hết năm nay, xuất khẩu rau củ quả có thể đạt đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Có được kết quả này là do các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Australia tiếp tục mở cửa cho trái cây Việt Nam. Sẽ phải mất khoảng 2 tháng nữa thì chúng ta mới có thể nhìn tổng thể xem mặt hàng nào năm nay xuất khẩu đạt sản lượng và số lượng tốt nhất. Thế nhưng đến thời điểm này thì rau củ quả vẫn đang vươn lên như một điểm sáng của xuất khẩu nông sản. Trong nửa đầu năm 2016, riêng lượng trái cây tươi xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand thì đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Và tình hình này cũng tiếp tục khả quan khi mà hàng loạt các đơn vị xuất khẩu trái cây đang có số lượng đơn hàng tăng mạnh. Trong năm nay, đơn vị này đã đưa thêm được những trái thanh long, nhãn, xoài sang những thị trường khó tính mới như Úc, Nhật. Vì vậy, số lượng đơn hàng năm nay đã tăng trên 30% so với năm ngoái. Nên dù giá bán vẫn không tăng theo hợp đồng, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng 60%. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm nay thì một tuần mình có thể đi được 2 công thanh long và khoảng 14 công máy bay. Năm ngoái thì công ty không phát triển nhãn, nhãn chỉ đến năm nay mới đi. Và từ đầu năm đến giờ thì công ty một tuần đi khoảng 18 tấn nhãn. Còn doanh nghiệp này sau 3 tháng tạm ngừng xuất khẩu thanh long sang Mỹ bằng đường biển thì giờ đang tái xuất bằng đường hàng không với số lượng 10 tấn một tuần, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trước đây, khi chưa biết cách bảo quản trái tươi lâu chỉ xuất theo hình thức đông lạnh có giá trị thấp thì hiện đã tìm được những cách bảo quản tươi sau thu hoạch nên giá trị đã tăng nhiều lần. Doanh thu nó tăng lên. Doanh thu tăng lên thì có nghĩa là tôi mua được hàng cho nông dân nhiều hơn. Công nhân tôi có việc làm nhiều hơn. Và đặc biệt là nhà nước thu được ngoại tệ nhiều hơn. Theo Hiệp hội Rau củ quả Việt Nam, hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu đã trên 1,8 tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong 3 tháng cuối năm là thời điểm vào mùa trái cây. Thời tiết thuận lợi để hàng hóa đi cả đường biển và đường hàng không, nên số lượng đơn hàng sẽ tăng cao gấp bội lần. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác được đăng tải trên các báo ra hôm nay.
Hôm nay ngày 10 tháng 10, nhiều trang báo tiếng Việt đưa tin về việc Đà Nẵng phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa. Báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, trước việc Trung Quốc tiến hành bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là thành phố Tam Sa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ra tuyên bố phản đối. Tuyên bố nêu rõ, việc Trung Quốc tiến hành bầu cử ở khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động nêu trên và yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động tương tự. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, báo Tuổi Trẻ đưa tin Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức như ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường kinh doanh. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ trước chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Christian Jensen khẳng định thiện chí của Đan Mạch trong việc hỗ trợ Việt Nam. Chuyến thăm của ông Jensen nhằm phát triển mối quan hệ đối tác chính trị và thương mại của hai quốc gia. Báo điện tử Việt Nam Plus cho biết kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm đạt 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015. Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu từ Mỹ và châu Âu. Kiều hối chuyển về tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Trong khi đó, báo Dân Trí đưa tin Việt Nam đứng thứ 3 tại châu Á và đứng thứ 11 trên thế giới về thu hút kiều hối năm 2015. Ngày 10 tháng 10, tại hội thảo chính sách kiều hối của Việt Nam trong thời gian qua, thực trạng và giải pháp do Học viện Ngân hàng phối hợp với Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia đã nêu rõ giai đoạn 2002-2015, dòng kiều hối chiếm khoảng 6% GDP. Trong suốt 22 năm qua, dòng tiền này tăng khoảng gần 100 lần, từ 0,14 tỷ đô la Mỹ năm 1993 lên 11 tỷ đô la Mỹ năm 2013 và khoảng 13,2 tỷ vào năm 2015. Các lý do khiến kiều hối vào Việt Nam tăng là cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng tăng qua con đường định cư và xuất khẩu lao động. Khung chính sách và quy định pháp luật ngày càng được hoàn thiện, khuyến khích kiều bào trở về nước đầu tư, kinh doanh, hệ thống chính sách quản lý ngoại hối rất thông thoáng và dịch vụ chuyển tiền phát triển. Trang Paris Match đưa tin về cô Leticia Halliday và tấm lòng với Việt Nam. Từ nhiều ngày nay, Leticia Halliday, vợ của ca sĩ nổi tiếng người Pháp Johnny Halliday, đã đến Việt Nam để thực hiện các hoạt động từ thiện cùng tổ chức La Bonne Étoile, bắt đầu bằng việc khởi công xây dựng một ngôi trường mới. Leticia Halliday có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Cô đã nhận nuôi hai đứa trẻ người Việt, nay đã 12 và 8 tuổi. Năm ngoái, cô đã cùng với Helen Dagos, người sáng lập quỹ La Bonne Étoile, kêu gọi được 160.000 euro tài trợ cho việc xây dựng trường học tại tỉnh Đắk Nông, một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung khác. Ngày Quốc tế về trẻ em gái năm nay thu thập các số liệu thực tế để đưa ra những chương trình hỗ trợ thiết thực nhất. Hình tượng ngọn lửa hồng của tác giả Nguyễn Việt Hà trở thành món quà lưu niệm đại diện cho hình ảnh của thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay 11 tháng 10 là ngày quốc tế về trẻ em gái. Dựa trên sáng kiến chung của tổ chức Plan International, chính phủ Canada và Liên minh châu Âu năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm là ngày để kêu gọi việc đảm bảo cho 1,1 tỷ trẻ em gái trên toàn cầu được thụ hưởng sự tiến bộ và công bằng xã hội. Ngày quốc tế về trẻ em gái năm nay nhấn mạnh tới việc phải thu thập các số liệu về trẻ em gái để trên cơ sở những thông số cụ thể đó đưa ra những chương trình hỗ trợ cho đối tượng đặc biệt này. Một trong những vấn đề mà Liên Hợp Quốc muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết đó là tình trạng tảo hôn. Hiện ở các nước đang phát triển, cứ 3 trẻ em gái thì có một em kết hôn trước tuổi 18. Các em thường phải bỏ học, đồng thời bị bóc lột về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, nhiều trẻ em gái thay vì được vui chơi và đến trường thì vẫn phải dành thời gian để làm các công việc nhà. Số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, các bé gái trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi ở các nước nghèo như Burkina Faso, Yemen hay là Somali đã phải làm những công việc nặng nhọc nhất và không phù hợp với độ tuổi. Do đó, mục tiêu của chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là giải quyết các vấn đề trên và để các trẻ em gái phát huy tiềm năng của mình. Trong ngày quốc tế trẻ em gái hôm nay, chúng tôi thêm một lần nữa dành thời gian để nói về câu chuyện buồn ở nhiều địa phương vùng cao Việt Nam hiện nay, đó là nạn tảo hôn. Việc kết hôn sớm làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý, nhất là khi các em mang thai ở độ tuổi chưa thực sự hoàn thiện về thể chất hay là sự trưởng thành để sẵn sàng làm mẹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong do biến chứng thai sản trong thời gian gần đây.
Tại Việt Nam thì theo số liệu điều tra mới nhất do Ủy ban Dân tộc công bố, nhiều dân tộc có tỷ lệ tảo hôn rất cao, trên 70%. Và phóng sự sau được thực hiện tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nơi có cộng đồng dân tộc Mãng, dân tộc đặc biệt ít người cần được bảo vệ khẩn cấp ở nước ta, sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những cái nhìn trực diện về vấn đề này. Nằm bên dòng Nậm Ban, dân tộc Mãng ở đây chỉ còn khoảng 4.000 nhân khẩu. Để những bé gái được đến trường là nỗ lực rất lớn của cán bộ tại đây. 14 tuổi về nhà chồng. Chồng chị khi ấy 16 tuổi. Giờ 30 tuổi, chị đã có 9 con. Thật ra chị chơi là hằng ạp mẹ con. Cho thì nó để mà không biết làm thế nào. Và không có con trai thì nó để. Bây giờ là có con trai rồi thì tôi rồi. Làm ai anh cứ cho bấm chịp to. 16, 17 tuổi, con gái chưa cưới chồng. Ở đây coi là ế. Nhà có con trai thì lo lấy vợ sớm cho con để có người lao động trong nhà. Con sinh ra sẽ mang họ người chồng. Đối với người Mãng, khi ấy con gái đã là con nhà khác. Nuôi được chứ. Đây này, to miệng dân cơm vẫn tựa này, thịt ăn liên tục, bữa nào không ăn thịt, bữa trưa không ăn thịt đấy. Nuôi được đấy. Ừ, nuôi được. Tảo hôn, đói nghèo. Trẻ em, nhất là trẻ em gái, không được đến trường. Nhiều gia đình chỉ để con biết chữ, rồi cho nghỉ học. Nhiều giải pháp cũng đã được chính quyền đưa ra, nhưng gặp những rào cản từ nhận thức của bà con. Còn theo những người làm công tác dân tộc nhiều năm, chúng ta chưa đủ quyết tâm và nguồn lực để thay đổi nhận thức người dân. Để đến 6-7 đứa, 10 đứa, 11 đứa, xem họ để hết trứng, xem còn có con trai không, khi nào họ để ra con trai họ mới là thôi. Bởi vì họ đã lấy con trai để giữ tài sản ở nhà, với là giữ để khi nào mà bố mẹ nó già đi đấy, thì để có con trai, có con dâu, con rể nó chăm sóc. Chúng ta phải xây dựng một cái hương ước, một cái quy ước ở trong thôn bản về cái mà xóa bỏ cái tập tục mà tảo hôn và không cho các cháu lấy chồng lấy vợ sớm hơn trước tuổi quy định. Nếu ai vi phạm cái đó thì bản thân chưa dùng đến pháp luật của nhà nước vội, mà bản thân là cái hương ước, cái quy ước của làng bản ấy, người ta sẽ phải có cái trách nhiệm xử lý với nhau về cái việc đó, thì nó giảm thiểu đi rất nhiều. Nếu như chúng ta thực thi, như chúng ta có quyết tâm, nhưng mà cái hành động của chúng ta để thực thi nó có thực sự là quyết liệt không, thì nó sẽ góp phần vào cái giảm đó. Ước mơ cho những bé gái được học lên cao rồi vào đại học ở những bản làng này sao xa vời đến vậy. Các nhà nghiên cứu quốc tế cũng cho rằng giải quyết hiệu quả vấn đề về bạo lực, tảo hôn, thiếu giáo dục cũng như là trao quyền hợp pháp cho các bé gái không chỉ mang lại lợi ích cho chính các em mà còn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo của chính quốc gia đó. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 10, Hội thảo khoa học quốc tế An ninh môi trường và hàng hải vì một biển đông xanh đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Hội Thiên nhiên và Môi trường biển Việt Nam tổ chức. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại cuộc họp báo. Với thông điệp hãy chung tay xây dựng một biển đông xanh, một vùng biển lành mạnh, thịnh vượng và hòa bình, Hội thảo An ninh môi trường và hàng hải vì một biển đông xanh tập trung vào thảo luận ba chủ đề chính: an ninh môi trường biển Đông theo phán quyết của tòa trọng tài, an ninh hàng hải và hàng không ở biển Đông theo phán quyết và các giải pháp sáng kiến vì một biển đông xanh. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 150 đại biểu là các học giả, chuyên gia nghiên cứu và các nhà quản lý về môi trường biển, an ninh hàng hải, hàng không, luật biển quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu từ Mỹ, Bỉ, Pháp, Australia, Singapore, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam. Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 10. Bên cạnh của hội thảo còn có góc trưng bày với chủ đề Môi trường Biển Đông và các hoạt động nghiên cứu bảo vệ môi trường biển của thành phố Hải Phòng. Và góc trưng bày sẽ được diễn ra trong suốt thời gian hội thảo. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công thương bắt đầu hướng dẫn và giám sát việc thực hiện phương án đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.
đoàn sẽ tiếp cận trực tiếp với người dân và chính quyền cấp xã để nắm bắt tình hình. Phương châm là làm thế nào để bà con nhận được tiền đền bù nhanh nhất và đúng đối tượng nhất. Đoàn bắt đầu làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, sau đó sẽ đến Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi sáng tạo mẫu quà lưu niệm mang dấu ấn thủ đô Hà Nội năm 2016 đã kết thúc, với lễ trao giải được tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 10, đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Vượt qua 150 ý tưởng và tác phẩm tham gia cuộc thi, hình tượng Ngọn Lửa Rồng của tác giả Nguyễn Việt Hà đã nhận được bình chọn tuyệt đối và trở thành món quà lưu niệm đại diện cho hình ảnh thủ đô Hà Nội để giới thiệu tới du khách. Ngọn Lửa Rồng của tác giả Nguyễn Việt Hà lấy cảm hứng từ những hiện vật cổ được khai quật ở Hoàng Thành Thăng Long. Sau 6 năm ấp ủ ý tưởng, tác giả đã dùng sự sáng tạo của mình để tái hiện những giá trị lịch sử hàng nghìn năm qua món quà lưu niệm du lịch của mình. Ngọn Lửa Rồng thì ý tưởng của tôi là bố cục của một ba cái đầu rồng quay ra ba phía và một ngọn lửa như một cái bút sen ở giữa tượng trưng cho ngọn đuốc để soi sáng cả một cái quá trình lịch sử truyền thống của cha ông anh hùng. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng trao giải nhì cho ý tưởng sử dụng tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái in trên gốc gốm sứ. Giải ba thuộc về ý tưởng chi tiết trang trí hình phố cổ Hà Nội trên vòng trang sức và phụ kiện thời trang. Tôi coi cái đợt này là coi như cái đợt đầu, cái đợt khởi động cho cái việc để chúng ta quan tâm hơn nữa đến cái lễ quà lưu niệm cho khách du lịch đến với thủ đô của chúng ta. Tôi cho là cái việc làm này rất là cần thiết. Thì thấy rằng là mỗi một cái địa phương họ thông qua các cái sản phẩm du lịch để thể hiện cái bản sắc văn hóa của họ. Thì thấy rằng là mỗi một cái địa phương họ thông qua các cái sản phẩm du lịch để thể hiện cái bản sắc văn hóa của họ. Thì cái việc mà Hà Nội có được những cái quà lưu niệm để đặc trưng mang cái văn hóa Hà Nội là cái việc làm lẽ ra phải làm từ rất là sớm. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên làm tiếp những cuộc tới để cho cái quà lưu niệm của Hà Nội nó phong phú hơn nữa, cho khách đến Hà Nội du lịch tham quan có nhiều cái sự lựa chọn hơn nữa. Hà Nội là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước và được xếp hạng là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á theo bình chọn của tạp chí du lịch Smart Travel Asia. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các món quà lưu niệm mang dấu ấn thủ đô như Ngọn Lửa Rồng là việc làm cần thiết để quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội tới du khách. Phần cuối bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.